Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khi vận khí của bạn suy, yêu ma quấy nhiễu, oan gia trái chủ vây quanh, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh. Chính bản thân Khải Toàn trước đây đã rơi vào cảnh ngộ này, hoàn toàn không lối thoát. Khi vận khí của bạn xấu, không nên vội nhờ phong thủy, cũng chẳng phải cúng kiến gì cả, càng không thể dùng cách tà ma ngoại đạo để giúp nhanh phát tài hay đoạn trừ phiền não, mà chính là sự tu tập. Tu là chỉnh sửa, chỉnh sửa tâm tánh, giúp người là bồi dưỡng phước duyên. Mất một thời gian, Khải Toàn mới có thể thoát khỏi phiền não. Dù phong thủy thay đổi cuộc sống của Khải Toàn, giỏi lắm 3-4 phần, 6 phần còn lại chính là sự tự tu, sự tu tập, sự sám hối, lòng giúp người, đoạn trừ tham sân si mạn nghi, tự khắc vận sẽ hưng thịnh. Tâm của bạn không an tịnh, bạn chưa tiêu trừ sự chấp tướng. Đừng nói thầy phong thủy giỏi, Phật Bồ Tát có đến độ cho bạn, giang tay đón bạn, bạn cũng không tin. Bạn nói rằng bạn đau khổ, bạn không có tiền nên cảm thấy mình đau khổ. Bạn ước gì mình có thật nhiều tiền. Vậy bạn có chắc rằng khi bạn có nhiều tiền, bạn sẽ hạnh phúc? Khi bạn có tiền nhưng thân lại bệnh, bạn lại ước rằng mong muốn được mình khỏe mạnh, sẽ không phải đau khổ. Có thật như vậy không? Mỗi tuần hay mỗi tháng, Khải Toàn nhận không biết biết bao nhiêu lời chia sẻ về đau khổ. Không phải ai Khải Toàn cũng đủ năng lực để khai thị. Người đang đau khổ lại muốn nhanh chóng thoát khổ thì không thể nào giúp được. Người đang đau khổ không tìm phương pháp mà lại đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho số mệnh, thì dù có Phật Đà đến độ họ cũng không thể thoát được nghiệp lực tức thời của họ. Bạn nghĩ rằng mình khổ, hãy thử tìm xung quanh mình xem một người nào đó mà không có đau khổ. Làm gì có, trừ khi người đó là vô tri. Đã là con người, đã là chúng sanh là sẽ có khổ. Có thân là sẽ có bệnh, có sinh là sẽ có tử, có tiền rồi cũng sẽ hết. Sự khác nhau của sướng khổ là người khai ngộ, người tu tập, họ có thể chuyển hóa những nỗi khổ thành an lạc. Người mê lầm, họ chưa thoát khỏi ra được. Vậy điều gì khiến con người đau khổ? Có phải do nghiệp lực? Vâng, nghiệp lực là những sợi dây vô hình buộc chặt mỗi con người. Không ai có thể tháo gỡ chúng, giúp khỏi bạn. Chỉ có chính bạn dùng sự tu tập mới có thể thoát khỏi sự phiền não này. Vương quốc Hutan là một nơi thuần Phật giáo, họ tin vào nhân quả, họ tin vào kiếp sống hiện tại, nếu chân thiện, kiếp sống sau sẽ có một cuộc đời tốt đẹp. Vì vậy, đối với họ, giá trị sống không phải là vật chất, không phải tranh đoạt, không phải những câu chuyện, những tin tức thị phi hay là về tội phạm. Đối với họ, vật chất đắt tiền và tin tức tiêu cực sẽ giết chết con người từ bên trong. Bhutan là một quốc gia thuộc miền đông dãy Himalaya thuộc Nam Á với khoảng 700.000 dân sinh sống. Phật giáo là quốc giáo của họ, phần lớn người dân của họ ăn chay sống thanh tịnh và có nền tảng giáo dục vô cùng thiện lành. Tại đây không rượu bia, không thuốc lá, du khách nước ngoài cảm nhận về người dân tại đây rất là an lạc. Đối với họ, giáo dục là nền tảng gốc của đạo đức, không tham lam, không si mê vật chất, ngủ đủ giấc, chú trọng sức khỏe, hài lòng với những thứ mình đang có, vì được sống trên cõi đời đã là một sự hạnh phúc. Dù có mất mát vẫn nhẹ nhàng buông bỏ, không để nỗi sợ mất mát. Nỗi sợ xuất hiện sẽ chiếm lấy không gian của niềm an lạc. Họ không giàu có mà còn khá nghèo về vật chất. GDP của họ, GDP đối với họ không hề quan trọng. Họ không có xe sang,
không có nhà cao, không có cả những chiếc iPhone cũ, nhưng họ rất hạnh phúc. Nghe có vẻ vô lý, chẳng có gì làm sao lại hạnh phúc. Khải Toàn hướng dẫn một mẹo để bạn tìm ra người hạnh phúc. Đó là người có nét mặt rạng ngời, không tham sân si tranh đoạt, dễ tha thứ cho người khác, luôn biết bố thí thức ăn, bố thí lời nói động viên, bố thí nụ cười và bố thí lòng thông cảm. Hạnh phúc ở đâu mà có, phước báo từ đâu mà ra? Tất cả do chính bạn tạo tác ở đời quá khứ và cả đời này. Tham sân si còn được quy vào tam độc phiền não. Người không phiền não chẳng phải là người hạnh phúc hay sao? Người dân Bhutan họ không sở hữu vật dụng phương tiện hiện đại hay đắt tiền, không smartphone. 2/3 dân của họ ngủ hơn 8 giờ mỗi ngày. Với họ chẳng có ý nghĩa gì khi cực lực kiếm tiền rồi dùng tiền đó để chữa bệnh hay lấy lại sức khỏe. Cổ nhân nói có văn hóa tức có giáo dục tốt. Nếu được giáo dục tốt, tuy nghèo sẽ không nghèo quá ba đời. Tuy nghèo nhưng được giáo dục tốt sẽ được sự chân thiện. Giáo dục tốt là sự bồi dưỡng phước, là nền tảng cho con cháu cách tạo được phước đức. Ngược lại, con cháu không được giáo dục tốt, tuy giàu không thể giàu quá ba đời, trước sau gia vận sẽ suy bại, tổn giảm phước thôi. Tại vương quốc này, giáo dục và y tế được nhà nước hỗ trợ tốt nhất có thể. Du khách cảm nhận người dân ở đây rất bình dị, cảm thông, dễ tha thứ. Những điều này chắc chắn rằng bạn phải được giáo dục tốt qua nhiều thế hệ mới có thể thấm nhuần. Bình dị, cảm thông, dễ tha thứ, tất cả điều ấy là chìa khóa của an lạc. Quan niệm của họ muốn độ người khác trước tiên phải độ chính mình. Chính bản thân của mình phải biết cảm thông, tha thứ, ít muốn biết đủ mới có thể hạnh phúc và lan tỏa niềm hạnh phúc đến với những người khác. Có một ngạn ngữ, lấy càng nhiều thì có càng ít. Chính vì sự tham cầu, càng muốn có nhiều, càng nghĩ cách giữ và càng sợ mất. Lòng tham của con người như một chiếc bình không đáy. Người Bhutan, họ hài lòng với những thứ mình có, ngay cả khi mất mát, họ vẫn lạc quan nghĩ rằng mất mát không có gì đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là nỗi sợ. Khi lo sợ, không thể nào có được an lạc. Một người tinh tấn tu tập khi khai ngộ chẳng khác gì có được sự an lạc như người Bhutan. Điều khác biệt là bạn phải trải qua gian khổ, trải qua khổ nạn, tu tập giác ngộ để chạm đến an lạc. Làm được điều ấy quả thật rất khó, vì ở quốc độ của bạn không được sự giáo dục thiện lành, thông tin tiêu cực tràn đầy trên mạng xã hội, thông tin nào cũng quấy nhiễu. Tin thật, tin giả, tin thị phi, người khoe vật chất, những việc trên sẽ làm bạn 8 phần ảnh hưởng đến tư tưởng của bạn. Tất thảy điều ấy là do nhân quả báo ứng. Từ quá khứ, từ đời trước, những người có cùng nghiệp lực sẽ sống cùng quốc gia, hay một gia đình là một sự cộng nghiệp chung. Mỗi cá thể là biệt nghiệp. Mỗi cá thể nếu tu tập có thể cải biến chính bản thân người đó, nhưng khó lòng thay đổi cả quốc gia. Thay đổi tư tưởng bản thân đã khó, thay đổi tư tưởng cả gia đình, cả một vùng lại càng khó hơn. Phải mất rất nhiều thời gian, mất nhiều đời. Nhưng ít nhất, bạn muốn an lạc, bạn tu tập, bạn có thể thay đổi chính bạn trước, bạn độ chính bản thân mình trước. Muốn độ người khác, phải độ chính mình. Đạo lý này nghe thì dễ nhưng quả thật không dễ dàng thực hiện chút nào. Đến khi nào bạn chưa buông bỏ được tham sân si, tam độc này là ngạ quỷ luôn đi theo bạn. Bạn chưa buông bỏ được tham sân si thì có Phật Bồ Tát đến nói trực tiếp pháp cho bạn nghe, bạn cũng không thể khai ngộ được. Bạn nói rằng mình khổ, nói rằng mình bế tắc, không có lối thoát. Hãy ngồi xuống tĩnh tọa.
nhắm mắt theo dõi hơi thở và quán tưởng xem ai đã đặt cái khổ vào trong lòng của bạn, ai đang chặn các lối thoát của bạn. Chẳng có ai cả, chẳng có ai buộc và đặt bạn vào đó cả. Thấy người khác thị phi, bạn nhập hội người thị phi, tạo thêm nghiệp bất thiện, dù việc làm này chẳng lợi lộc gì. Người khác bị vu oan, nếu bạn có lòng thông cảm sẽ an ủi họ vài câu, bản thân bạn giỏi lắm cũng chỉ là thay mặt tức giùm trong chốc lát. Nhưng khi người khác thị phi lên chính tên của bạn, bạn sân si mạn nghi, nổi trận lôi đình, tìm mọi khách minh oan cho mình và trả thù. Tại sao lại như vậy? Người thị phi người khác thì bạn không giận, vì bạn không nhận đó là mình. Đến khi chính bạn bị thị phi, bạn giận điên lên vì bạn thừa nhận mình là người như thế. Nếu bạn không thừa nhận thì bạn không thể nào giận như vậy. Chẳng phải như trên Khải Toàn đã đề cập, nhận càng nhiều thì có càng ít. Người mà cái gì cũng muốn nhận vào lòng, muốn nhận vào tâm trí của chính mình thì chẳng khác gì một cái thùng rác chứa đầy những thứ không hay ho. Một vị theo dõi trên YouTube nhắn Zalo giải bài: gia đình mang nợ, dịch bệnh kinh tế lại khó khăn, cha già sức yếu, con cái ngay tuổi ăn tuổi học rất tốn tiền, chỉ còn cách bán nhà phố để mua nhà chung cư, đang thối chí và muốn nghe lời khai thị. Có thân sẽ có bệnh, sinh già bệnh chết, ai nào tránh được khỏi. Kinh tế nếu khó khăn, vậy trước lúc khó khăn mình sẽ như thế nào? Có nhà to bán đi, mua nhà nhỏ lại tiếc. Nhưng quả báo ứng là gì? Có vay mới có nợ thì phải trả. Giả dụ người khác vay, người thân vay mà bắt mình trả, thì hẳn bạn đã nợ người này. Nhiều người vẫn mang tư tưởng xem tuổi hợp vợ chồng, tuổi hợp con cái. Khải Toàn hoàn toàn không khuyến nghị việc này. Không duyên, không nợ, không thể là vợ chồng con cái, nghịch duyên hay thuận duyên, duyên thiện hay là duyên bất thiện, khác nhau ở cái nhìn của người mê và người tỉnh. Rốt cuộc, muốn càng nhiều thì tâm càng thêm phiền não, đừng hy vọng sẽ nhanh chóng thoát khỏi phiền não. Muốn thoát khổ, hãy tiêu trừ nghiệp chướng. Phải biết buông xả, phải biết sám hối, dần dần mới có thể đoạn trừ nghiệp lực trong quá khứ. Muốn đoạn trừ phiền não thì ít muốn biết đủ. Muốn con cái có hiếu, muốn chúng có một cuộc sống an lạc, bạn phải chú trọng đến sự giáo dục, bạn phải làm gương, bạn phải ít muốn biết đủ. Khi mê, bạn nghĩ rằng tôi phải như vậy, con cái của tôi phải được như thế kia. Thế là bạn phải lao nhọc cả một đời để làm việc để trả nợ, trong tâm thái đầy phiền não, rồi than thở, than thân trách phận. Ví dụ những người dân Bhutan, họ sống đơn giản, không tham cầu vật chất, họ chú trọng vào giấc ngủ, họ chú trọng vào sự giáo dục, họ tin vào nhân quả, họ là những người ít phiền não. Nếu bạn vẫn nghĩ rằng không có tiền mới khổ, vẫn nghĩ rằng số phận mình đầy xui xẻo, thì không một thần Phật nào có thể cứu giúp được bạn. Khi vận khí quá xấu, không nên vội nhờ phong thủy, cũng chẳng phải cúng kiến quỷ thần gì cả, càng không thể dùng cách tà ma, mà chính là tinh tấn tu tập, mở lòng bố thí giúp người. Mỗi ngày ngồi hành thiền, nghe pháp, đọc sách, tìm gặp các bậc thiện tri thức là cách giải hạn cho vận xấu. Nghiệp hết thì phước mới đến. Chưa đoạn trừ được tam độc tham sân si, chưa chí tâm sám hối thì làm sao có thể rửa được nghiệp tội? Chưa thể nào tiêu trừ được nghiệp chướng thì đừng nghĩ đến việc có phước huệ. Vài thiền ý gửi đến các bạn trợ duyên đến nay tham cầu sự khai ngộ cho những vị tự tu để bồi đắp phước đức.
có điều gì sai sót xin các vị mở lòng hoan hỷ. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.